Chào tất cả, mình là Tuy với công ty The Optimally Home. Hôm nay mình rất là hân hạnh tất cả nhiều bà con anh em chơi thể thao đá banh đã ủng hộ cho cái Simply Home Champion Cup number 2. Thì năm ngoái mình làm lần đầu tiên thì nó rất là thành công, nên năm này rất là nhiều người muốn tổ chức nữa. Nên chúng lên vào đây mình tổ chức. Thì các bạn thấy sau lưng mình đây không? Năm nay mình có 8 đội tổng cộng. Và những các anh em này đều là đá rất là hay và rất là nhiệt tình. Tuy là bữa nay mình đá từ 1 giờ chiều cho tới khoảng 9 giờ đêm, nhưng mà rất là nhiều anh em ủng hộ và tất cả bà con cũng tới ủng hộ rất là nhiều. Thì mình muốn nhân dịp này mình là tổ chức mỗi năm, chúng có thể là mùa fall là mình sẽ tổ chức một cái tournament giống vậy. Thì hy vọng tất cả sẽ ủng hộ nha. Rồi bây giờ mình đi xung quanh cho các bạn theo dõi những cái đội trong đây, rồi mình interview những người fan những cái đội trong này để mình biết cái tournament ra sao nha. Rồi mời, let's go. Mình giải nhất nè được 2.000 đô và được cái cup này, ok. Giải thứ nhì được 1.000 đô và giải ba được 500, và trong đó mình có những cái trophy cho những đội, và cái đó là những người goalie mà chụp không vô là phải bắt ba tù lại nè, phải không? Đúng rồi. Này mình có hai giải nữa là Golden Boot với lại Golden Glove, có MVP nữa, hai giải MVP nữa. Nhưng mà hai giải MVP là sorry, mình cái trophy mình không có mang bữa nay, nhưng mà tiền sẽ có, ok. Rồi vậy đây, chúc may mắn anh em nha. Đây là anh Su. Anh Su là ban tổ chức. Anh Su, thank you man. Thấy năm nào thấy tổ chức anh Su làm năm thứ hai mình làm thấy đông đủ quá vui. Trời hồi nãy mưa, giờ nắng lại mà thấy trời nóng vậy, anh em quá kéo đông hay quá. Mà anh Su thấy ta năm chúc nay chúc anh em ra nữa. Chúc còn mọi người còn ra nữa, tại mát mọi người ra chơi nữa. Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng ráng tổ chức cho nó cho anh em chơi. Nhưng mà năm sau mình nghĩ mình tổ chức nữa không ta? Sau anh em vẫn tổ chức cho mọi người chơi chắc, cho anh em chơi chắc. Ok mà anh là ban tổ chức nhưng anh cũng có đội trong anh đó, đội gì? SO United. SO United hả? Ok vậy thank you đi, mình đi vòng ok rồi, thank you rồi, công ty sẽ lời hôm rồi đó, tổ chức giải luôn. Tuý, hello Andy. Yeah. em đá đội nào? Dạ em đá cho đội Ogai. Ogai vậy. Em còn trẻ mà sao đá Ogai hay vậy? Dạ tại dạo này chấn thương quá anh. Chấn thương hả? Dạ. Cũng áo màu đẹp quá vậy em. Dạ. Áo này là của công ty của anh Tuý. Anh biết mà anh làm vợ giả vợ cho hỏi cho biết thôi. Là em cũng là một trong những khách hàng của anh Tuý. Ừ. Nên thì em very recommend những cái người nào mà muốn mua nhà thì liên lạc với anh Tuý. Thì số điện thoại có trên đây. Công ty là Simply Home. Mình trả tiền nhiều lắm mới được quảng cáo giống vậy đó. Thank you em trai. Dạ, không có gì anh. Chúc em và Nhi may mắn nha. Dạ, rồi, em dạ. Mình đang đứng trước bên cạnh captain của đội câu lạc bộ ham chơi. Bảo, khỏe không em trai? Khỏe anh, khỏe. Sao này có đá không vậy? Sao mặc vào đầu tiên? Hôm nay chắc em mà không có đá, hôm nay anh em đủ người, em chân cũng đau nên em không. Yeah. Em đá trận đầu tiên rồi đúng không? Đội đá rồi, thắng hay thua? Đã thắng 10-0 anh. 10-0 dữ vậy? Ít mà. Thế hả? Ok. Năm ngoái thắng 12-0. Dữ vậy? Dữ vậy. Anh em kéo được bao nhiêu người? Bên em thì 15 người đá. 15 người đá hả? Yeah. Đầu tôi nhìn thấy áo đồ quá trời, mà sao có 15 người hay vậy? 15 người đá thôi. Phải không? Đúng rồi, nó có thì có như đó 15 nhân người. Năm này bên kia thấy không? Đông quá trời luôn. Phải không? Nào, năm này có cơ hội không? Có cơ hội. Có cơ hội phải không? Hên xui đi. Hên xui ha. Hên xui đi. Ok, chúc em và đội may mắn nha. Ráng cố gắng ủng hộ mỗi lần anh tổ chức giải là tụi em ủng hộ là anh mừng lắm. Ok. Tụi em mừng xin đi không? Anh thấy mà anh biết mà. Ok, chúc mừng ông trai nha. Good luck. Anh chúc cái giải này á nên mình tranh thủ bay qua đây để tham dự. Anh Dương ở từ ban nào mà về đây? Dạ em ở Hoàng Anh Gia Lai ở Lê Cưu á. Ồ phải không? Dạ nên cái anh Tý tổ chức cái giải này qua để ủng hộ. Wow. Dạ, okay. Từ Hoàng Anh Gia Lai về luôn vậy, vậy là lấy bộ sau năm sau mang đội về đây luôn chứ. Dạ cố gắng. Cố gắng nha. Dạ, ok dạ. Cảm ơn Tý đã tổ chức để ủng hộ cái thằng và bóng đá của Việt Nam mình là Mỹ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Em nghĩ là muốn tổ chức thì tiếp tục, thì bây giờ là mỗi năm mình tổ chức á, hy vọng là mấy anh ủng hộ cho em. Dạ cảm ơn anh, tại vì em muốn đại diện liên bàn này, cảm ơn anh có tinh thần thể thao để tổ chức cái giải bóng đá này. Dạ, dạ ok rồi. Chúc anh thành công. Rồi cảm ơn anh nhiều, rất là nhiều. Thank you. Rồi mấy anh mấy đội này là lão tướng đúng không? Lão tướng, bây giờ mấy anh là đã biết bao nhiêu trận rồi đó, mà hồi xưa giờ đã biết bao nhiêu thua mình rồi. Bây giờ cảm nghĩ trước đi nè, anh nghĩ là năm ngoái mình tổ chức rồi, năm nay tổ chức lần thứ hai. Thật sự anh thấy ok không, thấy sao? Rất là ok.
Okay. Okay. Anh ra đây chơi cũng mười mấy năm nay rồi phải không? Nhưng mà chưa có bao giờ mà được cái tổ chức mà như vừa năm mười năm rồi, năm nay tụi em làm rất là good. Phải không? Very good. Vậy là năm sau em làm tổ chức là anh ủng hộ tiếp tục đúng không? Đúng. Đúng rồi, vậy là được rồi đó. Very good. Vậy à, nhưng mà em thấy là vui là tất cả lẫn mọi người ủng hộ hết, nhất là lễ đúng mà rồi. Ai cũng tới chơi vui vẻ là em mừng rất là mừng. Nhưng em là cái người mà ban tổ chức nhưng mà có nhận được ý kiến của cái những người người ta góp ý. Thì ở đây có người ta nói là để làm cái label đây, cái hội chợ của nhà thờ đúng rồi, lễ hội mùa thu. Dạ. Nếu không cho người ta đồng bào lại đây chơi thì em anh thấy em có tập thu ý kiến của anh là quá hay. Dạ rồi. Vậy là em mừng rồi. Rồi cảm ơn Linh nhiều nha. Rồi cảm ơn mấy anh ủng hộ nha. Điểm giờ nãy giờ sao rồi? Em thấy sao? Nãy giờ em thấy là tình hình năm nay chắc là bốn bộ vòng trong giống như năm ngoái cũng căng thẳng, cũng hấp à. Dẫn nhưng mà anh em đã là tinh thần vui tinh vẻ, tinh thần vui vẻ luôn. Dạ không, anh này là anh rất là ngưỡng mộ đội vui vẻ. Yeah. Người ta đã lúc nào cũng vui vẻ hết á, không đòi là thắng hết nhưng mà vui vẻ. Đúng, chính xác. Mình thực ra là cộng đồng mình chơi quan trọng là vui vẻ. Mình không có cần phải ăn thua lắm, vấn đề đá banh thể thao là phải vui vẻ, phải vậy, có sức khỏe là được. Cộng đồng mình ok quá. Hay cảm ơn anh trai nhiều nha. Thank you anh trai. Mình trao giải cho hạng 3 đội câu lạc bộ ham chơi. Tất cả cho một vàng vô tay. Rồi, hạng 2 núi Bà Đen. Rồi, đội number one, AD. Đếm nào, quang. Một, hai, ba, bốn. Mình lần nữa mình là Túy với công ty Địa ốc Simply Home. Rất là cảm ơn tất cả anh em, tất cả 8 đội luôn. Từ ở dưới One Robin lên đây nè, từ dưới Southside lên đây, 8 đội rất ủng hộ mỗi năm. Thì hy vọng là mỗi năm mình cố gắng mình tổ chức giống vậy nữa, thì tất cả những người ủng hộ giống vậy. Trời này rất đẹp nhưng mà mỗi lên vào đây mình có anh em ủng hộ vậy làm rất là vui. Một lần nữa mình là Túy với công ty Địa ốc Simply Home. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu về địa ốc hãy gọi mình, hoặc là muốn đá banh ham vui thôi cũng gọi mình luôn cũng được nữa, tại vì mình rất là thích tổ chức những cái tournament giống vậy. Một lần nữa mình là Tuyết, chào các bạn.